Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống Chi Nhánh các bạn. Hôm nay Thế Giới Chi Nhánh các bạn có về một lô vú sữa Mika hàng chậu, cây rất là đẹp nha mọi người. Lá xanh mướt, không bệnh. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển rất là mạnh. Hiện tại chiều cao của lô cây này là khoảng 5 đến 6 tấc. Hoành thân của cây là khoảng ngón út của mình nha mọi người. Lô cây này nhánh rất là tròn, tàn đều. Hiện tại rễ cây đang rất nhiều ở trong bầu rồi, nên mọi người mua về là có thể trồng lì được ngay. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua giống vú sữa Mika này hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người liên hệ lấy số điện thoại 0824 664499 thì được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ạ.